Vâng, thưa các anh chị em, từ giờ đến Tết, tức là chúng ta còn khoảng 3 tuần nữa, tôi sẽ cố gắng phối hợp với một số các anh chị em, đặc biệt là với một gia đình của một người nghệ sĩ, đó là một nữ văn sĩ, để chúng ta làm về hai cái mảng đề tài. Cái mảng đề tài thứ nhất nó liên quan đến cái chuyện là quyền hồi hương, tức là những người bị cấm không được về Việt Nam hoặc là không có trên danh sách cấm nhưng khi bước chân vào, tức là mua vé máy bay hớn hở nghĩ rằng về Việt Nam sẽ được gặp gia đình mình thì bị dội ngược ngay tại phi trường tại Việt Nam, tức là bị đuổi ra ngay. Đó là cái quyền gọi là truất quyền hồi hương. Tôi nghĩ mảng đề tài đó chúng ta cũng cần phải chia sẻ với nhau, bởi vì nó là cái quyền mà thực ra đó chỉ có những con người rất là hèn hạ hoặc là những người văn hóa rất là thấp hoặc là những người rất là sợ hãi thì mới phải có những cái hành vi là cấm người này cấm người kia về về nơi mà họ cư trú, về nơi quốc gia của họ, về nơi quê hương của họ, cấm cái quyền trở về quê hương của người ta như thế đó, thì tôi coi đó là một cái hành vi rất xấu, một cái hành vi rất hèn. Bởi vì như là bản thân của những người cộng sản tại Việt Nam thì các anh là nguyên dạng là các anh chỉ là những người cướp cướp chính quyền, tức là cướp nước. Anh cướp chính quyền để anh trao cái quyền lực của dân tộc cho ngoại bang, tức là cho thằng Trung Cộng. Anh cướp nước rồi đến cái giai đoạn thứ hai là anh lùa quân, anh xâm lăng vào miền Nam để anh cướp toàn bộ miền Nam luôn, tức là anh làm cái cuộc thống nhất để trao dọn trọn đất nước vào tay thằng Trung Cộng. Sau cái cướp nước đó thì anh cướp đất đai của người ta, anh cướp đất đai của dân làng, anh đưa ra những cái chiêu bài nào là cải cách ruộng đất, nào là công bằng, nào là đánh tư sản mại bản, rồi là làm hợp tác xã để mà xây dựng thiên đàng xã hội chủ nghĩa. Anh cướp nước của người ta, anh nhân danh cái gọi là nhà nước của các anh để anh cướp đất của người ta. Và cái hành vi cướp đất đó nó kéo dài suốt từ 70 năm qua tại miền Bắc và ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục tại miền Nam. Cái hành vi cướp đất đó nó là một cái hành vi bẩn thỉu. Và các anh nhân danh cái gọi là cái gọi là nhà nước của các anh để các anh đi làm cái hành vi cướp đất, cướp nhà của người ta. Những người đi vượt biên, xin lỗi nha, những người mà vì những cái lý do đặc biệt phải rời khỏi đất nước thì các anh bắt người ta, những người đặc biệt những người sang Pháp đi đoàn tụ với gia đình hoặc là họ có những cái chính sách của người Pháp giúp đỡ của họ để được đi sang Pháp, thì ở những cái giai đoạn 1978 tới 1985 86 là ai đi khỏi Việt Nam đều phải làm một cái giấy gọi là cái giấy hiến nhà, tức là dâng hiến nhà của mình cho cái gọi là nhà nước cộng sản, tức là nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ai cũng phải làm cái hành vi hiến nhà đó cả, dẫu rằng là người ta cắt đứt ruột gan của người ta, bởi vì nhà đó là nhà tổ của người ta mà, bắt buộc vì muốn tìm tự do, muốn thực sự được tự do họ phải hiến nhà cho các anh, cho những người cộng sản. Nguyên dạng các anh chị em là những người anh ăn cướp, và ngày hôm nay những người đó, tức là những người đã phải rất là đau lòng để mà rời khỏi đất nước đó, họ hiến nhà cho các anh, ngày hôm nay họ trở về quê hương để thăm lại cái căn nhà cũ của họ, để thăm lại bạn bè cũ của họ, thì các anh lại tước luôn cái quyền hồi hương của họ, các anh đuổi họ, xua đuổi họ khi họ hớn hở họ vào tới sân bay Tân Sơn Nhất và các anh đuổi họ ra ngay tức khắc. Cái hành vi đó nó chỉ là những bọn ăn cướp ăn cắp thì mới có thể hành xử được như vậy mà thôi, tức là bản chất của thằng ăn cướp, bản chất của thằng ăn cắp, bản chất của những thằng vô văn hóa thì mới hành xử được cái việc như vậy thôi, chứ con người có học, con người có tự trọng không bao giờ người ta làm cái hành vi đó. Vâng, cái mảng đề tài đó, cái mảng đề tài gọi là hồi hương, bị cấm hồi hương, bị truất quyền hồi hương đó, tôi sẽ làm chung với một số những anh chị em đặc biệt để chúng ta chia với nhau cái cảm giác khi mà chúng ta bị gọi là bị
bị tống xuất, và khi mà chúng ta bị truất quyền hồi hương nó đau đớn như thế nào. Và khi mà nếu chúng ta lâm vào cái tình trạng mà chúng ta xa đất nước lâu rồi, mà chúng ta mong muốn là chúng ta tha thiết chúng ta về đất nước để mà gặp lại bạn bè, gặp lại họ hàng, gặp lại anh em của chúng ta, mà chúng ta bị đuổi tức khắc ra như vậy thì cái cảm giác của chúng ta như thế nào? Quê hương đất nước có phải là ông trời ông sinh ra là để cái gọi là quê hương đất nước đó, nó là đặc quyền đặc lợi của những người gọi là cộng sản hay không? Vâng, thưa các anh chị em, cái mảng đề tài thứ hai tôi sẽ xin cũng được trao đổi với các anh chị em và được chia với những người rất là đặc biệt còn sống sót của tôi gọi là năm anh chàng Nguyễn Ái Quốc, tức là năm người mang tên Nguyễn Ái Quốc. Đó là những người cộng sản đầu tiên, những người Việt Nam cộng sản đầu tiên. Và cái giai đoạn đó là cái giai đoạn có năm người mang tên Nguyễn Ái Quốc tại Paris. Tôi sẽ đến tận cái căn nhà mà có một người trong nhóm Nguyễn Ái Quốc đó đã thổi ra một cái câu chuyện là tôi nghĩ là cái người đó là người mạo danh thì đúng hơn, tức là cái người mạo danh một trong năm người mang tên Nguyễn Ái Quốc đó đã đem cái câu chuyện là mùa đông rét mướt chỉ bằng hai cục gạch đó có thể nung và làm ấm người để trải qua một mùa đông. Tức là tôi tạm thời cái đề tài đó tôi gọi là cái câu chuyện hai cục gạch ở phố Gobela. Tôi sẽ đến tận căn nhà đó, tận căn nhà đường Gobela đó để nói về năm người mang tên Nguyễn Ái Quốc, đồng thời cũng nói về cái gọi là cái câu chuyện huyền thoại hai cục gạch nung để mà sưởi ấm qua những mùa đông giá rét của một người gọi là Hồ Chí Minh. Vâng, thưa các anh chị em, một cái mảng đề tài thứ ba nó khá là đau nhức, nó liên quan đến đề tài vượt biển, thuyền nhân. Sở dĩ tôi làm cái đề tài này là vì anh Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội có đề nghị là tôi nên làm một cái clip Times để nói về cái đề tài mà anh cho rằng rất là đặc biệt thôi, tức là đề tài vượt biển với một cái nhìn của những người tương đối gọi là trong cuộc và là những người liên quan đến an ninh của cả hai phía. Bởi vì từ trước đến giờ người ta nói đến thuyền nhân, nói đến vượt biển là người ta chỉ có bị ám ảnh bởi cái chuyện là người vượt biển đi ra ngoài biển và bị chết ở trên biển do thứ nhất là hải tặc, thứ hai là thuyền đắm, thứ ba là bão táp. Tức là hải tặc nghĩa là hải tặc Thái Lan. Ở Đông Nam Á chỉ có hải tặc Thái Lan mà thôi, chỉ có người Thái Lan làm hải tặc mà thôi. Người Phi không có, tức là người Phi Luật Tân không có, người Nam Dương không có, người Malaysia cũng chỉ có một phần nhỏ ở sát bên phía Thái Lan mà thôi. Cho nên cái mảng đề tài về thuyền nhân đó, từ trước đến bây giờ người ta nhìn theo một cái nhìn gọi là quá bi thương, cực kỳ là bi thương và chỉ có bi thương mà thôi. Tức là bị hãm hiếp, bị chết do cướp biển thế này thế nọ, do bão tố thế này thế nọ. Mà họ không biết, đại đa phần chúng ta không hiểu được một cái mảng rất là đặc biệt là có những cuộc chuẩn bị cho người vượt biên, tổ chức cho người vượt biên bằng chính những con người mang chức vụ rất đặc biệt của chế độ Cộng sản Việt Nam. Đó là Mười Vân, một ông đại tá mà quyền lực bao trùm rất nhiều tỉnh của phương Nam, đặc biệt đối với những vùng có người Công giáo miền Bắc di cư. Đó là những vùng Gò Vấp, Sài Gòn, quận 3, Sài Gòn, Thủ Đức, Sài Gòn, và những vùng thuộc giáo phận Xuân Lộc của Công giáo Việt Nam, tức là Túc Trưng, Gia Kiệm, Gia Tân, Xuân Lộc,
của Bà Rịa, Hồ Nai, Tân Mai và Phúc Hải, Biên Hòa. Cái mảng đề tài này tôi nghĩ rằng nó sẽ đem đến cho chúng ta nhiều nhiều chi tiết đau thương, và chúng ta sẽ hiểu được cụ thể hơn về cái thảm trạng vượt biển, thảm trạng thuyền nhân, một cái thảm trạng mà có một số những anh chị em ở Việt Nam có la lên rằng ô đến những 500.000 người bị chết trên biển ư. Vâng, thưa các anh chị em, năm 1991 tôi có tiếp cận được một cái hồ sơ của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc. Họ lượng định sau rất nhiều những cái, tức là những sự tìm hiểu khoa học của họ, những sự điều tra khoa học của họ, thì họ xác định rằng từ năm 1977 cho tới năm 1989-90, cái con số của những người Việt Nam lao ra ngoài biển là khoảng 2 triệu người. Và trong 2 triệu đó chỉ có khoảng 700 triệu người, 700 ngàn người còn sống sót. Tôi sẽ đề cập về cái mảng đề tài này cùng với một số những nhân chứng đặc biệt còn sống sót, từ nhiều góc cạnh nhìn, của kể cả những cái góc cạnh nhìn của những người vượt biên tích cực. Tôi gọi là những người vượt biên tích cực, tức là những người vượt biên do đã có sự tổ chức và chuẩn bị sẽ đối đầu với cái chết, với hải tặc, kể cả với hải tặc và kể cả với những người an ninh của Việt Nam. Cái mảng nhân lực này không có nhiều lắm, theo tôi được biết thì khoảng chừng 14 15, tôi được biết khoảng 14 15 chiếc ghe là mang mang cái động thái như vậy, mang cái hành trạng như vậy mà thôi, tức là những người đã hoạt động và có vũ khí và chuẩn bị tích cực để đưa thuyền, dong thuyền ra biển, và nếu gặp bất cứ sự ngáng trở nào đều đều bắn bắn trả lại để đạt được cái mục đích tự do của mình. Đồng thời tôi cũng đề cập đến cái một cái mảng nữa của người vượt 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 tuyến, vượt biên, đó là những người đi đường bộ, những cái trại tị nạn đường bộ, thí dụ như trại Đông Rách chẳng hạn. Tức là nó có những cái bí mật mà rất nhiều người ngày hôm nay chưa biết. Bởi vì có những cái trại tị nạn đường bộ, người ta đi và người ta bị bắt giữ lại ở trong những cái trại đường bộ đó, tức là lính Thái đã giữ ở lại những cái trại đường bộ, thí dụ như trại Đông Rách, và muốn được hưởng một cái quy chế có thể đi ra được nước ngoài định cư thì phải vào những cái trại có cái quy chế của tị nạn Liên Hợp Quốc, thì muốn vào được cái trại đó đều phải bỏ tiền ra để mua các tướng lĩnh, tức là mua mua lính, bỏ tiền bạc ra để mua được một cái chân để đi vào trong các trại tị nạn đường bộ mà có phép của Liên Hợp Quốc. Trong đó có rất nhiều người không có tiền bạc, tại vì đi bộ thường là rất nghèo, và không có tiền ấy thì họ phải vượt vượt ngục, tức là gần đó gần như vượt ngục, tức là vượt trại và đều bị bắn chết. Một số những người khác thì bị được bán, gọi là được bán, được chọn lựa, được bán cho những tổ chức gọi là những tổ chức kháng chiến Việt Nam ở biên giới, trong đó kể cả tổ chức Việt Tân, trong đó có thể kể cả tổ chức ông Trần Văn Bá, hoặc là tổ chức của ông Nguyễn Văn Chức, đều có mua người từ những trại như vậy. Và khi những người đó tiếp tục hành trình gọi là đi tìm tự do, mà họ họ thấy rằng những cái nơi căn cứ kháng chiến của người Việt Nam mà họ không đáp ứng được cái ước mơ của họ, ước mơ tự do hoặc ước mơ chiến đấu của họ, họ thấy những sự phản bội hoặc những sự mù mờ nào đó, thì họ tiếp tục
vượt những cái trại đó để đi ra thì đều là bị lính Thái bắt lại. Và lính Thái bắt lại thì lại trả lại cho những cái đơn vị cũ, thí dụ như căn cứ kháng chiến của ông Hoàng Cơ Minh chẳng hạn. Thì những người mà vượt đi như vậy là bị, khi trở lại, khi bị bắt, người lính Thái bắt giao trở lại đó là sẽ bị tử hình. Tôi nắm hồ sơ khoảng 11 vụ tử hình của tổ chức Việt Tân đối với những anh chị em đó. Một số anh chị em nghe tới đây thì có thể nói rằng à, lúc đó là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam xử tử chứ không phải là Việt Tân xử tử. Tôi xin xác định lại với các anh chị em nhé. Tổ chức Việt Tân được hình thành tại căn cứ U Bông của Thái Lan tháng 11 năm 1982, và những cái cuộc tử hình xảy ra hầu hết là những cuộc tử hình xảy ra sau năm 1983. Vậy Việt Tân là chủ nhân những cuộc tử hình đó. Mỗi một người bị tử hình, những người khi bị tử hình bị nhận bắn 16 phát đạn vào người. Tôi sẽ bạch thoại và bạch hóa những chi tiết này để đã đến lúc chúng ta phải thẳng thắn với nhau. Vì chúng ta chỉ có thẳng thắn thì chúng ta mới làm được một cái câu chuyện lớn mà thôi. Còn nếu chúng ta chỉ cứ loanh quanh luẩn quẩn giống như là những người gọi là chùi mép ấy, thì gọi là việc đại sự, việc quốc gia đại sự chúng ta chẳng bao giờ làm được cả. Chúng ta chỉ là những thằng gọi là quanh co gà què ăn quẩn cối xay, dối nhau lừa nhau mà thôi. Thưa các anh chị em, một cái mảng liên quan đến đệ tứ cộng sản, tôi cũng sẽ được xin làm việc trực tiếp với những người, đặc biệt là nhà văn nữ Phan Thị Trọng Tuyến, và tôi rất mong được sẽ có được sự trợ giúp thêm của một nhà văn nữ đặc biệt nữa, là một người chị rất đáng mến, rất đáng kính của tôi, và tôi mong rằng có thể là trong tuần tới chúng ta làm được một cái mảng đề tài về đệ tứ cộng sản và cái mảng đề tài 5 người mang tên Nguyễn Ái Quốc. Tôi nghĩ đây là những sự thật mà các anh chị em trẻ tranh đấu tại Việt Nam ngày hôm nay rất nên cần biết. Bởi vì thực ra cộng sản từ đâu ra? Các anh chị em rất là mù mờ. Bản thân tôi trước đây cũng rất là mù mờ. Tôi nghĩ rằng à, Đảng Cộng sản Việt Nam là do Hồ Chí Minh lập ra hoặc là từ phương Bắc làm ra. Thưa không, Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là tinh thần Cộng sản đầu tiên là từ phương Nam, những người trí thức của phương Nam du học tại Pháp làm ra và đem cái tư tưởng đó về Việt Nam và bành trướng ở miền Tây và Sài Gòn trước khi lan ra miền Bắc. Miền Bắc chỉ là một bọn ăn cướp mà thôi. Miền Bắc tức là Đảng Cộng sản, gọi là Đảng Cộng sản miền Bắc chỉ là một một gọi là một bọn ăn cướp trá hình mà thôi. Vâng, thưa các anh chị em. Trước những ngày cuối năm, tôi nghĩ là sẽ có hai cái đề tài mà tôi chia sẻ với các anh chị em mang tính cách nó hơi phiếm một chút xíu. Và cái mảng đề tài, tức là cái đề tài ngày hôm nay chúng ta đang vừa mới gợi ý ra với nhau, tức là đàn ông Việt Nam này ở đâu, đàn ông Việt Nam này thế nào, thì cái phím này tôi nghĩ rằng sẽ có sự đụng chạm, một số những cái sự đụng chạm mà chúng ta sẽ gọi là va vào với nhau đó. Bởi vì thực ra là chúng ta biết nhau, tất cả những cái gọi là những ông đàn ông ở Việt Nam trong đầu đều là một ông vua cả. Tôi cũng từng một thời tôi nghĩ tôi cũng to lắm, tôi nghĩ to đùng lắm, tôi cũng từng là một ông vua, cũng là một ông vua nho nhỏ, một ông vua chỉ có hai ba người gọi là mình quát nạt được thôi, tức là nhưng mà mình cũng là một ông vua. Và đến một lúc nào đó mình thấy là nó rất là buồn cười khi mà mình nhìn lại cái ông vua bé bé đó. Thì đã nên chăng đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn lại chúng ta, là chúng ta thấy chúng ta cũng không ghê gớm gì, chúng ta phải thấy rằng chúng ta cũng hèn lắm, chúng ta cũng không anh hùng gì hết. Sở dĩ cái mảng đề tài này nó có là bởi vì tôi có được theo dõi hai cái live thăm của một người thiếu nữ mới xuất hiện 2 đến 3 cái live thêm thôi.
là người miền Tây có một cái âm giọng chữ R thì chuyển, tức là cái âm giọng địa phương thành chữ G, tức là thí dụ người miền Bắc thì nói là con cá rô bỏ vào rổ lắc thì nó kêu rồ rồ, nhưng người miền Tây có một số nơi thì nói rằng con cá gô bỏ gỗ lắc kêu gồ gồ. Tôi cũng nhân cái chuyện này muốn chia sẻ với các anh chị em là mỗi một tỉnh, mỗi một nơi, mỗi một địa phương của chúng ta đều có những cái đặc thù riêng, và có thể có những cái âm ngữ, gọi là những cái phương ngữ hoặc những cái âm ngữ địa phương nó mang tính cách, có thể là ở địa phương mình thì nó là dễ thương. Thí dụ như bản thân tôi mà có ai nói đến cái nói cái chữ R mà thành chữ 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 G đó là tôi thích lắm, thú thực là tôi rất thích lắm, tại vì tôi có một người bạn rất thân ở trong tù, anh tên là anh Dương Văn Sĩ. Có những lúc gọi là những lúc mà xuất kỳ bất ý, anh cũng nói là cái câu như vậy, tức là cái chữ như vậy, còn có gồ bỏ gồ lắc kêu gồ gồ, thí dụ như vậy. Và tôi cũng vậy, ngày hôm nay cái giọng của tôi đối với anh chị em nói như thế này là tôi cũng đã phải sửa rất nhiều rồi, tại vì từ bé đến khi tôi 17 tuổi đó là bố mẹ tôi nói nó lẫn lộn nhau. Tức là thí dụ ngày đó có một thời tôi nói cái chữ như thế này là ra xa nộ đón xích nô về Hứa Lai, xích nô ngã trên xa nộ là lộn vòng 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 vòng. Tôi đã có như vậy, và đến khi mình hiểu ra là mình đã nói sai đó thì mình phải sửa lại. Và thú thật với các anh chị là tôi sửa trong vòng 4 năm muốn sái quai hàm, thì rất mong ngày hôm nay đó anh chị em chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy thông cảm với những anh chị em có những cái nơi sinh hoạt khác, có những địa phương sinh hoạt khác. Vâng vâng thưa các anh chị em. Vâng, thì muốn chia sẻ với các anh chị em điều đó để muốn nói rằng địa phương nào cũng có những sự dễ thương của vùng miền, của địa phương cả. Nhưng chúng ta cũng cố gắng nên tôn trọng cái chuẩn chung của quốc gia. Khi chúng ta thấy sai thì chúng ta cố gắng chúng ta sửa. Lại trở lại cái câu chuyện mà có một người thiếu nữ mang cái âm giọng miền Tây, chắc là đang sống tại Đài Loan. Có một bài nói chuyện mà tôi thấy rằng bài bài nói chuyện đó là đàn ông của chúng ta rất rất nên lắng nghe. Lắng nghe là tại sao? Là tại vì nó rất thật, và nó là tiếng nói. Tôi nghĩ rằng rất nhiều những người phụ nữ khác rất muốn nói nhưng vì rất nhiều lý do không nói được. Trong cái bài nói chuyện của cô thiếu nữ, của người thiếu nữ ấy, thì người thiếu nữ đấy có một cái câu chuyện, có một cái câu để nói là, tức là một câu ngạn ngữ của người xưa. Cái câu ngạn ngữ đó tôi nghĩ là trong anh em chúng ta hầu hết đều có nghe, đều có hiểu. Đó là cái câu ngạn ngữ là sau lưng của một người đàn ông thành công là luôn luôn có bóng dáng của một người phụ nữ hiền lành. Các anh chị em có đồng ý với cái câu ngạn ngữ đó không? Tôi thấy nó đúng lắm. Cái sự thành công của bất cứ một người đàn ông nào, tôi nghĩ nó đều 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 nhờ những người phụ nữ phía sau. Nếu không là vợ mình thì là mẹ mình. Nếu không là vợ mình, không là mẹ mình thì là những người bạn phụ nữ rất thân của mình. Chứ nếu không có những người nữ thì những người đàn ông không, tôi nghĩ là không làm việc được, không, chứ đừng nói đến chuyện thành công. Vâng, từ cái câu mà sau lưng của một người đàn ông thành công luôn luôn có bóng dáng của một người phụ nữ hiền lành thì đã được cô ấy sửa lại rằng là đứng sau cái váy của một người phụ nữ. Vâng,
đứng sau cái váy của một người phụ nữ, đằng sau, tức là đằng sau cái váy của một người phụ nữ đó là luôn luôn có, là luôn luôn thập thò bóng dáng của một thằng đàn ông. Các anh chị em có buồn không khi khi nghe một người thiếu nữ Việt Nam và họ rất là thẳng thắn, rất là chân thực, họ nói một cái câu như vậy, tức là đằng sau cái váy của một người phụ nữ luôn luôn có cái sự thập thò, bóng dáng thập thò của một thằng đàn ông. Một cái câu nữa cô ấy gợi ra, tức là nam nhi chí tại bốn phương. Tức là cái chữ nam nhi chí tại bốn phương là một cái, là một cái câu mà tôi nghĩ tất cả người, những người đàn ông có học đều, những người Việt Nam có học đều 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 biết cái câu đó cả. Nam nhi chí tại bốn phương. Và ngày hôm nay cô ấy nhắc lại với cái câu đó là xưa nam nhi chí tại bốn phương, nay nam nhi chí tại bốn chân giường. Có thật sự nam nhi chúng ta ngày hôm nay, chí của chúng ta để ở dưới bốn chân giường hay không? Tôi nghĩ ít hay nhiều là chúng ta đau xót, và chúng ta phải đau xót, bởi vì ít hay nhiều chúng ta nhìn vào cái sinh hoạt, chúng ta tạm gọi là sinh hoạt mang tính cách hơi đối kháng một chút xíu đi, của Việt Nam ngày hôm nay, thì đa phần những tiếng nói được cất lên tại Việt Nam đa phần là các chị, những ngòi bút sắc bén cũng là các chị, những tiếng nói dứt khoát quyết liệt cũng là các chị. Và anh em đàn ông của chúng ta thì quả thực là rất nhiều ở những cái quán thịt chó, rất nhiều người ở những cái quán nhậu nhẹt, bia rượu đập chan chát, mặc chỉ cần một cái quần xà lỏn thôi, khỏi cần áo giáp, chỉ mặc một cái quần xà lỏn thôi, tay chân xâm đầy những con rồng, con rắn, con rết, con cọp, và vài chai bia vào, tất cả chúng ta đều trở thành đại nhân cả, đều trở thành anh hùng cả. Và chúng ta đã rất nhiều những anh hùng, chúng ta có rất nhiều những quán rượu, và quán rượu nào cũng đầy những anh hùng. Chúng ta quên đi rằng phía sau của chúng ta là sự đau xót của một người đàn bà. Một người đàn bà ngậm ngùi nhìn chồng mình say sưa và gọi là anh hùng hào hớn, để trong ngoặc kép chữ anh hùng hào hớn, và chỉ anh hùng hào hớn với chén rượu mà thôi. Hết chén rượu thì anh trở thành anh hèn, và thậm chí đang uống rượu mà gặp vài thằng công an tới là mặt cũng xanh như đít nhái, tức là cái đỏ đỏ hồng hồng của bia là nó biến mất ngay, trở thành là xanh như đít nhái. Cho nên ít hay nhiều tôi nghĩ rằng chúng ta đã đến lúc những người gọi là đàn ông thanh niên, chúng ta đã đến lúc chúng ta nhìn lại những cái thảm họa của đất nước, nhìn lại người vợ của mình, nhìn lại những đứa con mà vợ mình nứt bụng đẻ ra cho mình. Chúng ta phải thấy là chúng ta phải có cái trách nhiệm đối với sự đau đớn của người vợ sanh ra cho chúng ta những đứa con. Bởi vì những đứa con đó, nếu ngày hôm nay chúng ta không hành động, thì chỉ 2-3 năm sau thôi, những đứa con đó nó sẽ mang một cái hộ chiếu khác, mang một cái quốc tịch khác, nó không còn là quốc tịch Việt Nam cả. Tôi nói điều này không có đùa nhé các anh chị. Tôi không đùa, tôi không thích đùa những cái chuyện này. Cái hiệp ước Thành Đô nó sẽ hiện thực năm 2020, nó sẽ thành hiện thực, và đất nước Việt Nam nó không còn tên nữa, hộ chiếu Việt Nam nó không còn nữa. Chúng ta, đất nước Việt Nam nó sẽ mang một cái tên là Lạc Việt,
và nó chỉ còn là một cái quận, quận Lạc Việt trong tỉnh Quảng Đông, và tỉnh Quảng Đông là một tỉnh của nước Tàu. Chúng ta, con cháu của chúng ta đẻ ra nghiễm nhiên mang quốc tịch Chệt. Các anh chị có vui không? Các anh có vui không? Các anh có lúc đó còn có đấm ngực nữa không? Có còn đem con rồng ra oách xì sằng nữa hay không? Hay là đến lúc đó đó là những thằng lính tàu nó gặp các anh là nó quát, nó nạt, nó đá, nó đấm và thậm chí nó leo lên giường của vợ các anh, ngủ với vợ các anh. Nó có đấy các anh. Muốn điều đó nó không xảy ra, ngày hôm nay chúng ta phải là đàn ông thật sự. Phải là đàn ông ngoài các quán rượu. Phải là đàn ông trên đường phố. Chứ không phải là đàn ông chỉ dưới gầm giường. Phải là đàn ông vác súng bằng sắt thật sự ra ngoài đường phố, ra ngoài biển đảo. Chứ không phải là những thằng đàn ông vác súng chỉ trên giường mà thôi. Rất mong các anh chị em, các anh xin các anh chị đừng bao giờ nghĩ rằng tôi đang dạy dỗ các anh chị. Tôi không có một cái tư cách nào để gọi là dạy dỗ các anh chị. Tôi chỉ là một người đàn ông bị mang tiếng hèn hạ, cũng như các anh chị, cũng như các anh. Và tôi phải chịu cái tiếng hèn hạ đó, bởi vì đất nước Việt Nam ngày hôm nay nó đớn hèn như vậy. Và nếu 2-3 năm nữa không không gỡ ra khỏi cái bế tắc này đó, thì cái nỗi nhục mất nước, cái nỗi nhục vong quốc nó không phải chỉ có các anh phải mang. Tôi cũng phải mang chung với các anh nữa. Cho nên rất mong các anh đã đến lúc chúng ta nhìn về những thảm họa của đất nước. Chúng ta đừng chỉ nghĩ đến cái chuyện Formosa nó là thảm họa biển của người dân 3-4 tỉnh ở ngoài miền Trung. Không. Cái thảm họa Formosa nó là thảm họa cho cả dân tộc của chúng ta. Song song với thảm họa Formosa, chúng ta có thảm họa Mekong. Và người miền Tây trong vòng, tôi nghĩ rằng tối đa là 3 năm nữa thôi, là người miền Tây nếu chúng ta không gỡ ra được cái thế bế tắc, gọi là bế tắc quốc thể của ngày hôm nay đó, thì người dân miền Tây sẽ vác rá đi ăn xin. Vốn dĩ một cái vùng đất phì nhiêu, một cái vùng đất hết sức dễ sống và là một vùng đất oanh liệt, sẽ là vùng đất mà các anh các chị phải vác rá đi ăn xin. Và cái hình ảnh người miền Tây phải vác rá đi ăn xin thì nó sẽ cực kỳ là khó chịu. Tôi nghĩ như vậy. Tôi nghĩ không ai muốn cả. Đặc biệt người miền Tây. Vâng, song song với những cái thảm họa về Mê Công, về Formosa, chúng ta có cái thảm họa của dòng Đồng Nai, tức là thảm họa về bô xít. Chắc chắn một lúc nào đó những cái hồ bùn đỏ của bô xít nó sẽ tràn ra sông La Ngà và tràn xuống Đồng Nai, và chỉ cần một cơn mưa thôi, cơn mưa mà vỡ hồ bùn đỏ thì Sài Gòn của các anh chị chết ngắt, Đồng Nai, Biên Hòa, Lâm Đồng của các anh chị chết ngắt. Ai dám uống nước đó? Cá mú cũng chết sạch và chúng ta cũng chết ngắt. Một cái thảm họa nữa bao quanh người miền Tây. Đó là cái nhà máy khổng lồ, nhà máy giấy khổng lồ ở sông Hậu. Tại sao mấy thằng tàu nó lại làm nhà máy giấy ở
ở Hậu Giang. Và tại sao nó có cả hàng chục cái nhà máy nhiệt điện, tức là nhà máy điện chạy than đang mọc lên ở miền Tây? Các anh có đặt cái chữ tại sao hay không? Con của các anh chị nó sẽ thở bằng gì sau 5 năm nữa? Dân miền Tây với những cái gọi là chất thải lên trời của nhiệt điện, của tức là nhà nhà máy điện than, với cái dòng Mê Công ở cái dòng Hậu Giang bị nước thải của nhà máy giấy thải ra, thì con của các anh chị, em của các anh chị ăn cái gì? Vâng. Trong này có chị Hương, chị Nguyễn Thu Hương, chị Thu Hương có comment ở trên này là đạo Khổng Tử ảnh hưởng vào máu thịt, vào văn hóa mấy nghìn năm. Bởi vậy đại đa số đàn ông Việt Nam giờ đều là gia trưởng và độc đoán, bảo thủ và nhu nhược. Đấy cũng chính là lý do tại sao mọi sự thay đổi, bứt phá đều xuất phát từ những người phụ nữ. Khi họ bị kìm kẹp, họ đau khổ và chịu và không chịu được, cho nên phải vùng lên tìm lối thoát. Vâng. Thưa các anh chị, thưa chị Nguyễn Thu Hương, tôi không cãi được. Tôi không cãi được những điều chị vừa mới nói ra. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng là nho giáo, tôi không gọi là đạo Khổng, tôi gọi là nho giáo, bởi vì ông Khổng thì cũng chỉ là đi ăn cắp, đi cóp nhặt, bởi vì học trò của ông Khổng, của Khổng Tử đã hỏi Khổng Tử rằng: thưa thầy, đạo đạo tức là đạo nho đó, nho giáo, đạo nho là từ đâu đến? Thì ông Khổng Tử là người nước Lỗ, nước nước Lỗ lúc bấy giờ đấy, thì phương nam của nước Lỗ là dòng Bách Việt, thì ông Khổng Tử ông nói rằng đạo đến từ phương nam. Vậy thì xin thưa với chị là tôi không coi đạo Khổng, tức là không coi đạo Nho là đạo Khổng, mà tôi coi ông Khổng và những người Hán sau này chỉ là những người gọi là cóp nhặt, những người copy nho giáo của dòng Bách Việt, của dòng giống của dân Bách Việt mà thôi. Thì tôi nghĩ rằng nho thì cũng có nhiều thứ nho, tức là nho Pháp, nho Phan Rang, nho Úc Đại Lợi hay là nho Mỹ, thì nho giáo cũng thế. Nho thì có Tống nho, có Việt nho, có Hán nho. Và tôi quý trọng điều gọi là Việt nho. Thì các anh chị tìm hiểu thêm về nho giáo, tìm hiểu thêm về Việt nho. Việt nho có một cái tác phẩm là Việt Lý Tố Nguyên của triết gia tầm cấp của thế giới, chứ không phải triết gia lèm bèm, là triết gia Lương Kim Định. Triết gia Lương Kim Định là một người được trọng vọng rất là đặc biệt tại Đài Loan. Khi mà triết gia Lương Kim Định tức là trình bày một cái thuyết là, tôi nhớ năm 1984, một cái thuyết gọi là đạo trường, một cái đạo trường chung cho Đông Á. Và cái thuyết đó được người Đài Loan hết sức là trọng vọng, bởi vì nó chính là những bước tiền đề để cho toàn vùng Đông Nam Á nhìn ra cái cội gốc của mình, đó chính là cái cội gốc Bách Việt. Vâng, chúng ta sẽ phải có một cái thời khắc khác, một cái không gian khác để bàn về Việt Lý Tố Nguyên, bàn về thế nào là Việt Nho, và thế nào là Tống Nho, thế nào là Hán Nho.
Vậy chị Thu Hương nhé, thì cũng dĩ nhiên tôi lặp lại là không cãi được với chị những cái suy suy nghĩ chị mới gợi ra. Tuy nhiên tôi có một cái cảm giác là chính những người đàn ông mà ngày hôm nay dữ tợn quá đó, thực ra họ cũng không phải là họ ảnh hưởng Nho Giáo, họ ảnh hưởng vào Khổng gì đâu, mà nó họ ảnh hưởng một cái man rợ nào đó. Chứ còn những người miền Nam của Việt Nam mà tôi được biết từ những năm 80 đến bây giờ đó, những người có học hành đàng hoàng ở phương Nam thì tôi thấy là cũng không nhiều người lắm là có cái sự lỗ mãng quá sức hoặc là đớn hèn. Ngày hôm nay sự đớn hèn nó đang có, tôi nghĩ là rất lớn là do đến cái sự giáo dục, cái guồng máy giáo dục và cái chế độ giáo dục, cái nội dung giáo dục suốt 60 năm qua, 40 năm qua của miền Nam và 60 năm qua ở miền Bắc. Chính cái sự giáo dục của những con người vô giáo dục, tức là điều hướng giáo dục bởi những con người vô giáo dục, nó đã đưa đến cái tình trạng ngày hôm nay thanh niên và đàn ông Việt Nam lơ láo về cái đạo làm người và lơ láo về cái trách nhiệm của một người đàn ông trong xã hội nói chung và trong gia đình nói riêng. Cũng xin nhấn mạnh lại với các anh nhé, là xin đừng coi đây là một sự dạy dỗ. Tôi lặp lại, tôi không có một cái tư cách nào để gọi là dạy dỗ các anh chị cả. Đây chỉ là những tâm sự mà chúng ta chia với nhau. Sở dĩ chúng ta chia với nhau là chúng ta thao thức, chúng ta lo lắng cho 2-3 năm tới chúng ta sẽ ra sao, con của chúng ta sẽ ra sao. Vì thế mà tôi mới lấy một cái tiêu đề là đàn ông Việt Nam hôm nay, với một cái ý tưởng là chúng ta đang ở đâu và chúng ta sẽ ở đâu. Chúng ta đang ở đâu thì chúng ta đang nhìn thấy rồi, là chúng ta đang mất chân đứng, chúng ta đang bơ vơ, bởi vì chính ý thức của chúng ta không nắm được chúng ta ở đâu đến, chúng ta đi đến đâu, con đường nào để cho chúng ta đi. Cho nên chúng ta trở thành bơ vơ và chơi vơi trong cái bơ vơ đó, là chúng ta tìm một con đường, chính là con đường bia rượu. Chúng ta thấy cái con đường lý tưởng của chúng ta, thấy cái tương lai của dân tộc chúng ta, thấy của con cái của chúng ta, nó nằm ở trong chai rượu, nó nằm ở trong chai bia. Cho nên chúng ta đã đến lúc rất cần thiết phải nhận ra cái con đường của chúng ta nó nằm ngoài chai bia, nó nằm ngoài những cái quán nhậu. Nó phải thực sự là một con đường đạo của dân tộc, phải thực sự là con đường đạo của chính chúng ta. Và chúng ta phải đốt đuốc để chúng ta đi trên con đường đạo đó. Chúng ta phải tìm lại chính chúng ta để tìm thấy dân tộc của chúng ta. Nghĩa vụ của chúng ta không phải chỉ có dành cho chúng ta ngày hôm nay, mà còn dành cho con cháu của chúng ta. Tôi lặp lại, nếu không dành lại thì 2-3 năm nữa thôi, con cháu của chúng ta nó sẽ mang một cái hộ chiếu là hộ chiếu tàu, và đến lúc đó chúng ta chỉ có cắn rái mà chết thôi. Mà ai cắn rái để chết được? Cái đó mới là cái đau khổ. Muốn chết mà không chết được, dẫu rằng chết bằng cách cắn rái. Vâng, đàn ông Việt Nam hôm nay đang ở đâu? Và đàn ông Việt Nam ngày mai sẽ ra sao? Chúng ta là đàn ông đàn an với nhau. Chúng ta không miệt thị nhau, chúng ta không dạy dỗ nhau. Bởi vì thực ra chúng ta chẳng có thằng nào hơn thằng nào cả. Tôi là những thằng chạy ra nước ngoài. Mà tại sao phải chạy? Tôi sợ quá phải chạy thế. Không chạy thì nó bắn chết, không chạy thì nó giết chết. Chẳng anh hùng mẹ gì cả. Chúng ta đều là những thằng hèn ở cái dạng này, dạng A, hoặc là những thằng hèn ở dạng B. Chúng ta đều là những thằng hèn. Bởi vì tôi không hèn, nếu tôi anh hùng, tôi ở lại tôi chơi tiếp. Có chết đi nữa, tôi chết như những đàn anh của tôi, tức là cái chết đó là những cái chết anh hùng. Nhưng tôi không anh hùng được như họ, tôi phải trốn chạy. Cho nên những người ở bên ngoài, các anh chị em đang sinh hoạt ở bên ngoài cũng vậy.
đừng nhìn mình là anh hùng để nhìn về anh em trong đất nước, những người không đi ra được đất nước, là chúng ta coi những người đó là những người thấp kém, chúng ta coi những thằng đó là những thằng hèn. Không, chúng ta hèn tất, các anh đi ra hải ngoại cũng giống như tôi đấy. Chúng ta đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy chúng ta là những thằng hèn, bởi vì nếu không hèn chúng ta đã đứng lại cầm súng cầm liềm cầm dao cầm gậy chơi lại chúng nó. Cho nên tất cả chúng ta đều hèn theo mỗi cách của mỗi người, theo từng cách của mỗi người, và đã đến lúc chúng ta cần tìm lại với nhau 10 thằng hèn ráp tay nhau lại, chúng ta sẽ có một thằng tương đối là anh hùng, và 1.000 thằng hèn ráp nhau lại chắc chắn chúng ta sẽ có hàng trăm thằng anh hùng, 1 triệu thằng ráp lại, tức là 1 triệu thằng hèn ráp lại chúng ta có 100.000 thằng anh hùng. Và với 100.000 thằng anh hùng đó chúng ta lật đổ được chế độ, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Vâng, chia sẻ với các anh chị em như vậy ngày hôm nay chỉ đến đây, dẫu rằng một cái đề tài nó không có vui vẻ gì, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải vắt tay lên trán để nhìn chúng ta đang ở đâu, có xác định được chúng ta đang ở đâu và chúng ta sẽ đi đâu, thì chúng ta mới định ra được con đường của chúng ta, thì chúng ta mới nhìn được thảm họa của đất nước. Và đến lúc đó chúng ta không thấy đất nước nó mơ hồ, nó trừu tượng, bởi vì lúc đó là chúng ta thấy con của chúng ta nó sẽ là những đứa tàu. Chúng ta thấy hình ảnh vợ của chúng ta nằm lù lù trên giường với những thằng tàu, với những thằng tàu chứ không phải là những một thằng tàu. Cho nên chúng ta phải hành động, phải tìm cách liên kết lại với nhau để hành động trước khi quá muộn. Hiệp ước Thành Đô là chuyện có thật chứ không phải là chuyện đùa đâu các anh chị. Vậy nhé, xin chào các anh chị. Và mong rằng nếu tôi có điều nào đó làm cho các anh buồn thì